Tôm thôi. Thôi, chào mừng các chị trở lại với kênh Tâm Nguyễn nha. Hôm nay mình ở tại chỗ không đi đâu hết trơn á, thưởng thức cái món tôm chấm mù tạt. Thì cái này là tôm tươi nha, mình lột sẵn, bỏ tủ lạnh không? Bỏ tủ lạnh. Rồi, cái này là nước cốt chanh ha, nước cốt chanh, chanh tươi dắt vô nha, ngâm cái con tôm vô. Và cái món đặc biệt này, tôm nó chín nè, tôm nó chín đỏ nè. Đó, nó chín nè, ngâm vô đây cho nó chín. Quay quay cái bìa lại cho thấy đỏ. Nó đỏ không? Rồi. Và đặc biệt là chai mù tạt, đúng rồi. Chưa nổi, cuối lễ hả? Mù tạt, chai mù tạt hiệu wasabi hả? Mù tạt hiệu wasabi. Và đặc biệt là phải nắp vuông. Nắp vuông nha. Nắp tròn. Nắp vuông. Bạn Tâm Nguyễn nói là nắp vuông thì ăn nó nồng nhất nắp đó. Đúng không? Rồi. Công đoạn pha chế mù tạt ha. Rồi, được chưa? Bỏ tôm vô đây nè. Đó. Khoan ba, để ba. Rồi cứ bỏ đi. Rồi, ba con, ba thằng. Rồi xong quay clip khác. Rồi giờ ăn là tiếp tục ăn rồi các bạn ơi. Được không á, bỏ vô đây hay là cho ra đi. Là sao? Đầu tiên là cái này phải không? Nhâm mà nha. Qua chén mù tạt. Nãy bạn Tâm Nguyễn pha. Sao ngâm vô hả? Chấm vô ăn, chấm vô thôi khỏi ngâm. Ngâm ngâm chết á. Thử miếng anh chị ơi. Chấm mù tạt. Wow, ốc kia vô liền. Ngon quá. Trời xe lạnh này mà ăn mù tạt lên tới ốc quá đã, quá ngon. Đây đó. Chỗ tùng chỉ hả? Hào nướng mỡ hành. Cái kia là hào gì? Hào nướng phô mai hả? Mỡ hành luôn phải không? Mỡ hành nó thơm. Đúng rồi. Phô mai chứ em. Mỡ hành. Nó vỏ bự quá ta. Nó luôn mà phải không? Ừ, thử luôn á. Bỏ qua đây luôn đi. Hai bà hộp mất công. Yeah.
Trần Khánh Dư không phải là ông kia ba. Cái ông này cũng sáng nữa. Nó mốt bây giờ đâu, mốt gì? Mấy này đó, này nó lại lắm. Bây giờ, rồi các bạn thấy ra được không? Được. Còn được, giờ được. Thấy các bạn ra. Vậy phải bỏ cái này ra, hàng nó mấy chật. Bây giờ vô hả? Bây giờ vô. Nếu lấy làm lại, nếu lấy lề làm bài nhậu rồi bây giờ vô. Hai hả? Hết một. Đó, để hình này là tất cả đều có mặt. Lâu phải đủ gì cà cao qua nữa. Cà cao lâu quá không thấy đó. Bữa nay là tao mua 15 con rồi, nó đếm có đủ không trời? Các bạn. Lần này là ăn với gì đây? Mua tạ. Đủ mà. Ăn mua tạ. Tối nay bắn thằng này quá. Bỏ cái lạnh. Đây phải không? Cái đất tạc đó. Đứa con chằn. Phải ngâm con tôm vô hả? Nè. Cái đó. Gì ngon. Bao ngon. Bao ngon. Hợp lý. Bốn con nha, bốn con. Ai lột đẹp bây giờ chứ? Chú lột hay má chú lột? Má chú lột hay chú lột? Má tao lột. À, đảo quá hả? À. Bạn đang tạ phê. Khóc rồi, chạy nước mắt, nhớ má. Má đi nhậu rồi nhớ má. Chén mù tạ của ba nè. Cắm vô. Quá đã. Rồi. À. Wow. Chính vì nội thương quá. Đau quá. Nhớ máu không? Quá rồi, Quyên nó ghé không ta? Quyên nó ghé hả? Quyên nó ghé. Quyên nó ghé. Quyên nè, nhà mẹ đây. Đó, mở ra chửi là đúng. Đâu qua đâu qua? Mười gái bỏ bạn nè. Ừ. Ai đồng anh này làm gì vậy? Ăn hả? Chấm gì chấm mùi tạng luôn. Mùi tạng luôn. Ghê hả? Quá đã. Bố con nó đem theo cái gì á? Cái gì? Chưa tầm hay ăn đó là. Tép mỡ hả? Tép mỡ. Em biết hả? Thứ ba là ăn trái cây hả? Chứ ăn đi lại ăn trái cây hả? Ừ. Tịch đúng không ăn? À. Cao quá. Vừa nó ăn cái ăn cũng thành quá. Ê, thấy bên hả? Chạy qua mua cái nồi. Ừ. Mẹ nó. Lôi vậy thôi. Nói đi. Trời. Bán nào không hả? Ốc, đồ, các kiểu. Đấy, ngào, bánh ăn ngào. Ủa, ngào quá. Thấy thằng quán ốc ngay chỗ mà, ngay chỗ ngã ba của thằng... Mới bà con à? Mới con rồi. À, cái gì mà cái đường gấp đi đó để lâu á quên tên rồi ta Trần Văn Kiểu á nghe ba quẹo vô thấy ốc của Hậu Giang ờ không nghe ốc ở ba rồi luôn nghe Hậu Giang à. Nghe Hậu Giang và thẳng xuống ngã ba quẹo vô Trần Văn Kiểu mới vô quẹo vô khoảng 5-6 căn gì là quán ốc nó bít đường luôn trời mới mở rồi sao tôi cũng không biết nó lại được chạy ngang qua đó nằm vô nước chanh nó đỏ luôn dạ bít đường luôn Mặt đau vô. Ừ. Thử 54 em nội. Trốn vợ nè. Còn nó toàn là mang trốn luôn. À, chấm nhiều khóc. Không đúng rồi bữa cái mùa tạ ăn dũng trắng thua. Không có đồng ở này.
hành chấm ngon nè. Mái hồ nữa. Mái hồ quá đỉnh. Không? Đỉnh. Ăn nhẹ nhàng vậy thôi. Ăn khổ quá, bị bạn nó dụ ăn riết rồi ghiền cái món này. Ăn ghiền thiệt luôn. Anh không biết làm chứ rồi. Ăn khổ. Thôi. Cái này sáng bà già mới ngồi làm. Chấm đi hả? Chấm đi. Chấm bơm bát mới được. Nói ghê nè. Cái chất ăn một bên cái hộp rồi. Vậy biết sao? Giờ biết sao đi. Lo này chứ đi. Ăn đầu tôm trái tỏi hả? Mà để đâu rồi? Mà tủ mẹ rồi. Anh em có gì nói chuyện nó xấu thoải mái nha, chút xíu về tự cắt. Thôi ông nội. Đầu thôi. Đừng quay gì quá. Quá đụng mẹ thoải mái đi. Nói về về che video thấy mẹ luôn. Quá cắt xong rồi khó ốp hết được. Trời ơi. Rồi thôi ngưng video nha. Giờ ăn nhậu rồi. Chút nó bậy mất công cắt video mà. Rồi tạm biệt các anh chị. Đấy, say goodbye thôi. À. Tuổi vô làm được không? Đây, đây, đây rồi. Vô hàng hay là